Huấn luyện viên Pôn Kinh, rất khó để phá vỡ hàng thủ U23 Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng U23 Thái Lan, ông Alexander Pôn Kinh bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể cùng học trò giành huy chương vàng SEA Games 31. Tâm trạng tôi hiện không tốt, tôi không muốn thua đâu, nhưng vẫn phải tiếp tục bước tiếp. Việt Nam được chơi trên sân nhà, được cổ vũ nồng nhiệt, họ có 3 tháng chuẩn bị rất bài bản. Tôi tin học trò đã chơi tốt nhất có thể rồi, nhưng đây là bóng đá. Chúng tôi cố gắng tận dụng cơ hội, nhưng U23 Việt Nam tận dụng rất triệt để các tình huống bóng dài và chờ sự cổ vũ của người hâm mộ. Huấn luyện viên Mano Pôn Kinh của U23 Thái Lan chia sẻ, từ đầu giải, U23 Thái Lan thường chơi áp đảo, từ đó tận dụng cơ hội để ghi bàn. Họ làm điều tương tự trước U23 Việt Nam. Thế nhưng, U23 Thái Lan vấp phải hàng thủ quá chắc chắn được chủ nhà dựng lên trong trận tranh huy chương vàng môn bóng đá nam của SEA Games 31. Chúng tôi vẫn chơi như ở vòng bảng và bán kết thôi. Chúng tôi gây nhiều áp lực cho đối thủ và hôm nay cả đội vẫn làm vậy, nhưng rất khó để phá vỡ hàng thủ của U23 Việt Nam. Đội tôi ghi nhiều bàn từ đầu giải nhưng không thể làm điều tương tự trước U23 Việt Nam, huấn luyện viên của U23 Thái Lan chia sẻ thêm. Chiến lược gia này cũng cho rằng U23 Thái Lan đã chơi tốt, khiến U23 Việt Nam không thể triển khai bóng từ tuyến dưới. Khi được hỏi về cơ hội đối đầu huấn luyện viên Park trong tương lai, ông Pôn Kinh nói, mỗi huấn luyện viên có triết lý huấn luyện cũng như định hướng phát triển khác nhau và đều hướng đến chiến thắng. Rất khó để nói về cơ hội gặp lại nhau trong tương lai, nhưng tôi tôn trọng và ngưỡng mộ ông ấy. Tôi cũng hơi tiếc khi thời gian chuẩn bị của đội cho trận này là không nhiều, ông Pôn Kinh khép lại phần trả lời họp báo. U23 Thái Lan thua U23 Việt Nam 0-1 ở trận này. Nhằm Mạnh Dũng ghi bàn duy nhất ở phút 83 với cú đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ thành Kawin Thamsachanen. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.